Cục Đường bộ Việt Nam vừa có yêu cầu các sở giao thông vận tải địa phương tăng cường quản lý công tác đào tạo thực hành lái xe. Đây là yêu cầu cần thiết do thời gian qua đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông từ xe tập lái khiến một người tử vong, ba người bị trọng thương. Theo yêu cầu, các sở giao thông vận tải ra soát lệ toàn bộ việc cấp phép tuyến đường tập lái cho các cơ sở đào tạo lái xe, đảm bảo các tuyến đường tập lái phù hợp với các yêu cầu của nội dung đào tạo và tình hình giao thông thực tế trên tuyến, tránh xảy ra nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Cục đường bộ nghiêm cấm các trường hợp chủ quan giao phương tiện để học viên tự học mà không có giáo viên bảo trợ tay lái hoặc tiến hành đào tạo trên các phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định. Các trường dạy lái có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo tính chính xác thông tin về giáo viên và xe tập lái được phân công phải đúng với nội dung khai báo trên phần mềm quản lý. Các sở giao thông vận tải phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra rà soát các sân tập lái tự phát giám sát lộ trình đào tạo thực hành lái xe bằng dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin xử lý các trường hợp đào tạo thực hành lái xe sai quy định